Này. Bây giờ ta sẽ làm cái sắp xếp danh sách giảng viên. Chúng ta sẽ tạo hẳn ra một cái phương thức riêng cho nó dễ nhìn. Này. Các em tạo một phương thức này, cái vòi này, dùng sắp xếp giảng viên này. Đấy. Chưa nói cái gì các em nhỉ? Chúng ta nhập vào giảng viên là giảng gì? Mảng, chúng ta sẽ truyền vào một cái mảng. Giảng viên này. Online GV này. GV thì nó giảng viên được, giáo viên được. Các em còn nhớ cách sắp xếp một dãy số không? Dãy số các em sắp xếp thế nào? Dãy số phải các em dùng vòng for này không thế nào nhỉ? Giờ for y này gắn từ đâu các em? Đúng một dãy số trước nhá. Thì y từ 0 này, y nhỏ hơn n này, trừ 1 đúng không? Ở đây trường hợp giả sử chúng ta áp dụng này sẽ là array giảng viên này. Đô dài là gì các em nhỉ? Đúng rồi, chấm này, trừ đi 1 này, y cộng cộng, đấy. Xong này, for z này, gắn bằng gì các em nhỉ? Cái thứ hai bằng cái gì? Y cộng 1. Đúng rồi, bằng y cộng 1 này. Z nhỏ hơn array rv chấm này, sau đó y cộng cộng. Nếu mà so sánh số chúng ta thì so sánh mỗi cái đơn giản, ví dụ biết là x này, a y này, kiểu array y này lớn hơn là array ở vị trí thứ z này. Kiểu thế này chúng ta sẽ dùng một cái biến kiểu là in trung gian để gắn bằng a này. Xong là a gắn bằng b vân vân đúng không? Các em còn nhớ thế này không? Trường hợp này chúng ta so sánh đơn thuần thế này được. Đây này ví dụ là các em nhớ cái phần so sánh trước thôi. Mấu chốt nó nằm ở cái câu if này. Bình thường số là so sánh đơn thuần là một mảng số là ai này so sánh az này, kiểu như lớn hơn thì chúng ta đổi chỗ, còn ở đây là chúng ta sẽ phải so sánh kiểu khác. Lớn ở đây không phải là lớn hơn theo quả cái này mà lớn hơn cái thủ tính gì các anh nhỉ, chấm gì các anh nhỉ, so sánh cái gì, sắp xếp theo họ tên thì so sánh với họ tên chấm họ tên đấy như này. Nhưng mà kiểu chuỗi chúng ta không so sánh lớn kiểu này được mà phải dùng một cái viết riêng. Chính vì thế là viết một phương thức để so sánh chuỗi riêng, hai chuỗi họ tên với nhau. Nếu mà ok ta so sánh trung gian, trung gian là kiểu gì các anh nhỉ? Kiểu số in ra so sánh kiểu in là kiểu này, giảng viên so sánh kiểu gì? Trung gian đấy. Mà kiểu số nguyên chúng ta sẽ trung gian kiểu gì các anh nhỉ? Ngày xưa so sánh hai số trung gian kiểu gì nữa, chúng ta so sánh một cái so sánh một dãy số nguyên ấy. Rồi bây giờ chúng ta mảng của ta là gì? Mảng bây giờ có cả cái này này, giảng viên chúng ta là kiểu gì, kiểu chủ trinh hay là kiểu giảng viên? Nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ vào cái họ tên là chủ trinh rồi, bây giờ chúng ta sắp xếp cơ không phải là so sánh nữa, thì trung gian cho là kiểu gì? Trung gian kiểu phần tử, kiểu phần tử ở đây gvi là sẽ bằng cái gì? Đúng rồi, phải là giảng viên. Các em hiểu này chưa? Đây nhá, chúng ta khai báo một mảng giảng viên như vậy, từ phần tử sẽ phải là có kiểu giảng viên. Chính vì thế mà lúc trung gian cũng phải là kiểu giảng viên. Được tem này, được gắn bằng array viên ở vị trí y này, y này được gắn bằng đây vị trí z này, đây vị trí z được gắn bằng tem đấy thế này. Vấn đề chỉ cả có khó nhất là cái chỗ if này. Chúng ta viết một phương thức để so sánh cái chuỗi, không viết thẳng giống nó hơn thế này được. Đấy. Bây giờ ta phải viết một phương thức để so sánh họ tên này. Này. Các em viết một cái này, private này. So sánh để kiểm tra xem là cái họ tên 1 có lớn hơn họ tên 2 không, thì ta sẽ dùng một cái phải có hay không, ta sẽ kiểm tra boolean này. Dù các em ghi là so sánh họ tên này.
Sau đến tên thì truyền vào mấy tham số kìa. Chúng ta thấy mấy người, đúng không? Phải truyền vào mấy cái, đúng không? Truyền vào hai cái họ tên này, họ tên một này, truyền hai tham số họ tên hai. Để kiểm tra xem tên một tên hai là có mối quan hệ thế nào, lớn hơn hay nhỏ hơn. Giờ trước hết chúng ta phần hiểu xem nhiệm vụ của các em làm gì này. Giả sử có hai họ tên, dụ Nguyễn, Nguyễn Văn Tốt này, người hai là Nò Văn Tốt. Theo các em thứ tự so sánh thế nào nhỉ? Với hai cái tên thế này, so với cái gì các em? Đầu tiên là tên này, trường này so với tên thì thế nào các em? Tên này bằng nhau này. Tiếp theo ta phải so sánh đến gì? Đệm mới là họ trước. Được rồi, so sánh đến văn này, này bằng tiếp này. Đây là trường hợp 6 rồi. Và cuối cùng lại so sánh đến họ luôn. Ví dụ bây giờ tên nó có 4 chữ thì làm nào kìa? Cái gì nhỉ? Việt Nam có cái cô gì mà đến tận 6 chữ mà? Cái gì Nguyễn Thị Long Anh nhỉ? Nhờ Nguyễn Thị Long Anh vậy thì nó hỏi ấy. Tôn Tạng Long Nương gì dài ra ngạc. Có tên cho 6 chữ cái, không phải chỉ có 3 hay 4 đâu. Có cái 6 nhá, cái dài nhất được hả? 6 chữ. Vậy theo cái nguyên tắc so sánh như thế nào? So sánh ngược hay là so sánh đầu tiên có một quy tắc là từ tên cho đến họ ấy. Hả? Được. Họ cứ cho chúng ta so sánh theo kiểu đấy thì với trường hợp này so sánh thế nào vậy? Một cái 3 cái 4 này. Chúng ta sánh lần lượt từng cái một này. Đấy. Vậy cái đầu tiên là để cắt từng từ một nào các nhỉ? Đây là so sánh này. Một là tên này. Hai là đến là đệm này. Ba là họ. Đấy, có ba dưới dạng này. So sánh từng cái một. Để tách thành từng phần chúng ta có hàm gì thì chuỗi các nhỉ? Cái tách cái chuỗi từng phần nó dùng hàm gì? Đúng không? Đây là tách chuỗi này. Chuỗi dùng cái method là infinite này. Thế còn so sánh cái thành chuỗi dùng gì nhỉ? So sánh là gì? Tiếng Anh nhé. Tiếng Anh so sánh là gì các em nhỉ? Là gì? Nó to mà nó sợ sai à? Compare đơn gì nào? Ở đây cụ thể là compare to. Chơi chơi to. Chơi compare thì compare to để chọn này mà. Chỉ cần dùng hai cái này là chúng ta xong. Bây giờ các em làm tiếp đi. Không vừa anh hướng dẫn tiếp. Đây nhá. Từng bước một này. Trước hết là chúng ta tách cái chuỗi họ tên thành từng trường một bằng cách dùng infinite như sau này. Anh bỏ cái này lại nhá. Các em khai báo một cái mảng chuỗi này. Dụ Orion HT1 này thì sẽ bằng họ tên 1 này chấm Evernite. Evernite theo gì các em? Đúng rồi, cách. Cái này để mà chuẩn con này ra, chúng ta viết một cái phương thức chuẩn hóa riêng. Để người ta nhập xong chuỗi, mình nhập xong họ tên, chuẩn hóa luôn. Còn đây anh làm này mặc định là chữ chuẩn hóa. Đưa vào sinh 2 này. Bằng họ tên thứ 2 chấm Evernite. Đấy.
Sau bước này chúng ta có được cái gì các em nhỉ? Hai mảng từng từ một. Đây chúng ta làm từng bước này. So sánh tên này. Các em thể khai vào một cái chuỗi riêng hoặc là có cùng được câu thi đây nhé. Dụ tên 1 này. Tên 1 bằng gì các em? Array HT1 ở vị trí bao nhiêu? Ở vị trí array HT1 chấm này đúng không? Phải trừ đi 1 đúng không? Bởi vì là nó chạy từ 0 đến n trừ 1. Chấm này chỉ bằng n phải trừ đi 1 thì được. Tương tự chúng ta sẽ lấy được cái tên thứ hai. T2 này, array 2.nen trừ đi 1. Lấy được tên rồi có sánh được không em? Đây ta có tên rồi, dụ là 2 là tốt này hay là văn thì đấy ra hết rồi. Đây cứ theo là so sánh thôi. Thì cần có if này. If tên 1 này mà chấm compare to với tên 2. Đấy. Mà chúng ta chỉ cần so sánh khác không thôi, nếu bằng không nó bằng nhau rồi. Nếu so sánh khác không này bằng không. Họ kem so sánh rồi, lớn không đi. Lớn không ta sẽ đi tên. Lớn hơn không cũng phải chúng ta so sánh là đi tên thôi. Thôi cho ít hai cái ít rồi nó sẽ không cần để eo đâu. Bởi vì có đi tên ta cần so sánh khổ. Nhỏ hơn không ta so sánh đi tên chu chẳng hạn. Tức trường hợp mà nó khác, tức là lớn hơn hoặc nhỏ hơn, chúng ta trả kết luận luôn là cái đằng trước cái đằng sau. Cái trường hợp là khi hai tên nó bằng nhau này, tức là qua hai cái này còn trường nào không okay? Còn trường gì nhỉ? Đúng rồi, bằng chúng ta phải xét tiếp trường hợp bằng, bằng trước kết luận được mà phụ thuộc vào tên đệm với họ nữa. Do vậy này, so sánh này, tên đệm này, so sánh đệm này khi tên bằng nhau. Tên điện nó chạy từ đâu các em nhỉ? Nay trừ 2 thì đâu? Tên điện mới chạy từ đâu nhỉ? Chạy từ... Còn lấy cái không không? Rồi giờ trường hợp dễ nhất nhá. Bây giờ các em phải về nhà suy nghĩ tiếp nhá. Mà trường hợp dễ nhất là chúng ta giả sử chỉ cố định là có 3 từ đúng không? Có 3 chữ ấy. Thì cái này sẽ nằm ở vị trí đoạn len thứ 2 đi. Tên đệm dụ các em một cái là đệm 1 này bằng array HT1 này ở vị trí 1 này chấm len trừ đi 2. Về nhà các em dùng vòng nạp không duyệt ngược nạp để làm với trường hợp nào có đến 3-4 tên đệm vẫn được. Cái vui nhỉ. Nó nhiệt phải là trừ 2 nhé. Đấy, nó có thể so sánh tiếp đệ 1 với đệ 2. Đệ 1 này chấm compare to này với đệ 2 này mà nó không nắm hệ chứ còn so sánh tên đi đi tên phô này. Đây đi làm chu này. Cái họ là vị trí nào các em? Tức là cụ thể là index không em? Đúng rồi, so sánh tổng. Đây là tổng quan nhất, xong có một cái phần tên đệm về nhà các em thêm thì vào vòng nạp vào.
thánh họ này. Ta sẽ có là một là bằng Otai HT ở vị trí thứ 0 này, hoặc 2 này đây HT vị trí thứ 0. Hãy kiểm tra lên trên if này, họ 1 này chấm con ve tu này với họ 2 này mà lớn hơn 0 này dương thôi này. Mặc định các em đi tơn về chui mà khôi là được, xong cái mặc định một dưới. Ở đây phức tạp và nhất là cái trường hợp là tên đệm ấy, chúng ta phải dùng vòng nào với triệt đề được. Để dành về nhàn cho các em suy nghĩ phần này nhé. Để lại vị trí đầu tiên là 0 và vị trí cuối cùng, còn lại nạp hết cái khoảng giữa đấy, từ 1 cho đến len trừ 2. Bây giờ các em xét trường hợp đấy. Nếu mà đúng thứ tự mà chạy ngược hàng thì ta thể vòng không cần quan tâm đến họ hay là tên nữa, chỉ cần vòng phong ngược là xong. Nếu mà đúng theo thứ tự ấy thì như có người là xếp hết đầu tiên là từ tên đệm này, à từ tên sau đến họ ra, không phải tên đệm luôn. Hả? Theo quy tắc tên đệm có thể 3 từ, 2 từ Trần Bình, Trần Văn Bình. Rồi về nhà các em cứ làm từng khúc là khúc cuối nhá, làm thế cũng được, luyện tập kỹ năng là chính. Còn về sau thể người ta theo quy tắc là từ tên này xong đến họ đến tên đệm này, hoặc là từ tên này xong đệm đến họ, ngược lại. Các em biết sao chưa? Đấy biết xong, các em thay vào cái chỗ này. Đấy thay vì chúng ta if chỉ bằng này đúng không? Thì chúng ta so sánh và kiểm tra if so sánh họ tên này. Chuyển vào hai cái chuỗi, đấy chúng ta sẽ chuỗi là chính là gì? Y chấm họ tên và Z chấm họ tên. Và chúng ta chỉ làm khi nào các em? Ở trường hợp trên nó nhỏ hơn chúng ta trả về phô chu nhỉ? Đây, nhỏ hơn trả về phô. À nhỏ hơn trả về chu chứ. Vậy chúng ta làm trường hợp khi nào nhỉ? Nhỏ hơn trả về chu này, lớn hơn trả về phô. Lớn hơn chúng ta với nào, còn phô với nào không? Chúng ta sẽ so sánh đây. So sánh bằng phô này. Đấy. Sau đó các em gọi cái hàm sắp xếp bên dưới này. Copy cái bên trên này xuống. Sửa mỗi chỗ if này. Các em bây giờ viết xong ta sử dụng này. Bây giờ chỗ này chúng ta gọi sắp xếp này, nhưng nó không ra đúng không? Bởi vì cái main của chúng ta đang là để static đây này. Chính vì thế mà cái phương thức main này chỉ gọi cái khác phải từ static này. Chỗ này các em sửa thành static đây này. Sửa hết thành static thì trong kia mới gọi được. Static là tĩnh, không cần phải khởi tạo. Thì trong này chúng ta mới gọi sắp xếp nó mới ra. Đấy. Chỗ này thì cần là truyền vào cái array đảng viên. Xong đoạn dưới này chúng ta viết luôn kết quả xuống dưới này. Copy phần thị hiển bên trên này xuống. Ở cái phần sắp xếp này, các em sửa từ viết thành tập tác tích nhận được. Chỗ này paste xuống dưới. Đây danh sách giảng viên sau khi sắp xếp. Đấy. Cái hiển thị thật chất là các em viết một phương thức riêng truyền vào cái array này xong. Ở đây lười viết, nó phải copy paste. Các em biết sửa cái gì đó đây này. Sửa thành static này. Đấy xong bên trên cái phần main chúng ta chỉ cần gọi sắp xếp giảng viên thôi. Trong cái sắp xếp này thêm một cái đoạn hiển thị dữ liệu cho nó.
hiển thị ra xem sắp xếp nó là đúng như ý mình nhá. Đó, cái đoạn cuối nhá. Đây xong ta chạy thử này, về cái chương trình chính, tức là từ cái phương thức main. Chúng ta gọi cái sắp xếp giảng viên này. Bên dưới để cái list này bên dưới nhá, các em ở đấy bên trên, đảm bên dưới thì lại được. Trong sắp xếp này viết một cái mấy cái dòng để hiển thị dữ liệu sao sắp xếp. Chúng ta chạy thử. Ví dụ cho 3 người nhé. Trần Văn 3 này. Giới tính A, cái này không quan trọng, không quan quan tâm này thông tin này. Ví dụ Nguyễn Văn A này. Họ tên là Lê Thị A này. Đây là danh sách sau khi sắp xếp thì lúc này 3 là tên bắt đầu chữ B sẽ ở cuối, còn 2 chữ A sẽ cạnh tranh nhau để xếp vị trí đầu tiên. Lê Thị An và Nguyễn Văn An này. An bằng nhau này. Chữ T với chữ V này thì chữ T đứng trước đúng không các? Thì Thị sẽ đứng trước Văn. Nên là thế Thị đứng trước, Thị An đứng trước Văn An. Thế xem là xong.